Cái này cái nụ gồ công nha bạn. Cây này nó lùng kẹt tí xíu mà nó y như cái bó báp cho châu Phi vậy. Phơm cây này đẹp nè, phơm cây này lùng. Cây này cây sắp đế nha bạn. Đế đẹp không? Đây chỗ nào cũng có đế nó mượt. Xưa ta có chơi làm đế sơ sơ, ta sắp đế sơ sơ này. Đế, nhưng mà đế nhìn tự nhiên có cọng lớn cọng nhỏ, mới mình lấy mặt tiền ở đây mà. Nhìn lực cây không? Cái này như cái bộ bát của Phi vậy. Lùng kiệt không khúc mà. Nhìn nó mập, mập ú quá, trong quay vậy. Đế nhìn nó nở, nhìn nó cũng đẹp. Cái này nó chỉ có một số mặt cắt nhỏ nhỏ nha bạn. Chỗ này nó có một cành mình rút ra nè. Chỉ có một số cành chỗ chổi mình rút ra thôi chứ thật sự nó cũng không có mặt cắt lớn. Lên cái thằng đai như cái bộ bát vậy. Không cây tự nhiên nhìn nó đập đập nhìn là lạ không, nhìn lùng kiệt không khúc à. Theo tiền lên đây mới mình uống y như cây bồ báp. Cái này thì giống cây bồ báp lắm nè, quanh chỗ này được 34 chắc lùng kiệt không khúc quá à. Tới cái ngon này được khoảng 18 17 18 à. 17. Mấy cái này thì bao sống rồi bạn ơi, rễ rễ nhuyễn nhuyễn dữ lắm. Đừng có làm đế nhưng mà rễ nhuyễn nhuyễn nè bạn thấy không? Mấy cái này rễ khỏi lo thuần cây. Rễ về dục xuống cái là lên thượt liền. Còn rễ của mì nhiều quá nhiều khi rễ của mì nhiều quá nhiều khi nó bị lỗi. Quay lùng thịt con khúc. Lùng thịt con khúc vậy đó. Đế đẹp lắm, đế mặt tiền này khỏi nói rồi. Nói chung chỗ này nó cũng có rễ nhưng mà rễ nhỏ nó bị ấy rồi. Có cọng lớn cọng nhỏ nhìn nó tự nhiên. Chỗ nào cũng có rễ đâu. Cái này nuôi thời gian rễ nó đặt đâu, mấy cọng lên này lớn lên đặt luôn. Cái này nếu mình bỏ đất là mấy cái cọng nhỏ này các bạn. Nó lớn theo thời gian cái bắt đầu nó còn mấy cọng lớn thì mình đã giống như mình đã chặt rễ rồi nên nó đưng lại. Còn mấy cọng nhỏ thì nó sẽ lớn lên từ từ cái nó bạt luôn. Bạt lại thành một giống như một khối vậy. Bệnh chặt rồi luôn á. Trong cái này cũng được, có tiềm năng. Này lục. Này nuôi một khỉ nha bạn, dòng này nuôi một khỉ đó, sợ như đi chai nước cỡ chai nước thấp hơn chai nước.